Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Vùng Đất Thanh Trì. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tiếp tục đấy anh chị những thông tin về con đường được quy hoạch chuẩn bị mở trong thời gian tới. Và con đường ngày hôm nay đó chính là con đường từ nối thôn Thọ Am, Nội Am, xã Liên Linh qua đường 42m. Thì theo quyết định 4996 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 thì có đường quy hoạch từ đầu đường là giao với cả đường gom Pháp Vân Cầu Rẽ và cuối đường là giao với đường 42m nối từ xã Liên Linh sang. Thì con đường này chiều dài của nó là khoảng 1 km với mặt cắt ngang là 17,5m và có lòng đường đi chính là 7,5m với hai bên mỗi bên vỉa hè là 5m. Và sau đây trên màn hình ở trường quý vị nhìn thấy đó chính là thông tin mà chúng ta sẽ đi từ đường gom cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nối sang qua đường chính từ Thọ Am xuống Nội Am. Thì theo quy hoạch cái con đường này sẽ là rộng và trên cái mặt đường mà bê tông mà quý vị đang nhìn thấy chính là về sau sẽ lấy sang hai bên, và cái quy hoạch chung của thành phố thì cũng đã có và đã được thông báo. Và cái đường bê tông này sẽ được mở ra. Như quý vị nhìn thấy thì đường bê tông này sẽ mở ra và kết nối trực tiếp với cái trường tiểu học xã Liên Linh. Và bên cạnh đối diện trường tiểu học xã Liên Linh chính là khu đấu giá Thọ Am mà đã trong cái được thời gian năm 2021 được đấu giá 2 lần. Ở trên màn hình quý vị nhìn thấy cái cắt mặt cắt của trường tiểu học xã Liên Linh đã được xây dựng và hoàn thiện vào trong năm vừa rồi. Thì trên cái con đường này cũng là cái trục chính mà sẽ dẫn ra cái đường mặt đường 42m từ Phương Nhị của xã Liên Linh cắt qua đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nối qua khu thôn Nội Am rồi sang xã Đông Mỹ giao với đường đó, mà mặt đường đấy là một mặt đường chính 42m. Thì trong cái bản đồ quy hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, cái đường 42m này sẽ bắt đầu từ lối từ ga Ngọc Hồi qua đường quốc lộ 1A rồi qua xã Liên Linh và sang bên kia Đông Mỹ. Thì trong năm 2021, huyện Thanh Trì cũng xây dựng phát triển hạ tầng rất là nhiều và xã Liên Linh cũng đã có một số cái kết quả nhất định. Và tôi cũng cho rằng là trong năm 2023 và 2024 sẽ có nhiều dự án, nhiều con đường được mở để làm sao mà cái việc phát triển hạ tầng đạt chỉ tiêu giúp Thanh Trì lên quận trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi. Nếu quý vị có thông tin hoặc muốn chúng tôi tìm hiểu dự án nào thì hãy để lại bình luận phía dưới và hãy nhớ giúp chúng tôi là đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị.